Thưa quý vị, nghề nuôi hàu tại đầm Lăng Cô phát triển mạnh vào khoảng năm 1999-2000. Những năm gần đây, người dân nuôi hàu bằng giả thể nhân tạo đã và đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý, quy hoạch liên quan đến các tranh chấp mặt nước, cảnh quan môi trường và phát triển bền vững. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc hiện đang triển khai phương án sắp xếp lại nghề này theo hướng giảm số lượng, khai thác hợp lý diện tích mặt nước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo kết quả khảo sát vào tháng 3 năm 2020, diện tích khoanh nuôi hàu ở Lăng Cô là 385 hectare, chiếm khoảng 24% tổng diện tích mặt nước đầm, sử dụng khoảng hơn 250.000 cọc và hơn 1,7 triệu vỏ xe máy cũ làm giả thể bám cho hàu. Quy mô nuôi hàu gia tăng nhanh cả về diện tích nuôi từ 15% lên 24% và mật độ cọc giả thể. Thực tế cho thấy, sự gia tăng trên không tương ứng với sự gia tăng về sản lượng hàu thịt. Nguyên nhân là do có một số hộ dân đóng nhiều cọc và cho vỏ xe để chiếm dụng mặt nước, nhưng sản lượng hàu rất thấp. Với nội dung trong đề án, số lượng cọc nuôi và giả thể sẽ giảm đi. Đây là điều khó khăn bởi ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người dân. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác vận động, đến nay người dân đã cơ bản có sự đồng thuận. Phía gia đình thì cũng đồng ý chủ trương thôi, nhưng mà nói chung cũng nhà nước cũng hỗ trợ về phần vốn và nói chung sắp xếp thì mình phải ngỏ cái lộ trình về thêm nói chung làm cho đảm bảo tính công bằng. Hồ nuôi nào cũng phải là có chỗ nuôi, về thêm là khi mà sắp xếp mà chuyển đổi từ nuôi hàu lộc xe chuyển qua những cái giá thể khác thì phải là hỗ trợ về phân giống. Cái năng suất thì hàu này thì cũng tùy theo mùa, có mùa thì cũng được, có mùa thì cũng ra chi. Dạ thì nếu mà nhà nước có chủ trương ủng hộ hỗ trợ bà con sắp xếp lại quy hoạch lại thì cũng dân thì cũng ủng hộ theo thôi. Theo đề án này, trong giai đoạn 2020-2025 sẽ tiến hành bố trí sắp xếp lại nghề nuôi hàu truyền thống theo hướng giảm số lượng cọc hàu và chia sẻ hợp lý diện tích mặt nước giữa các hộ nuôi hàu. Quy mô, diện tích, số lượng giăng cọc nuôi hàu, lồng bè nuôi được tính toán dựa trên chất lượng nước, lộ trình di dời và hỗ trợ sinh kế cho người dân, tích hợp và hài hòa với các hoạt động khác trong đầm. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô đang thực hiện nhiều biện pháp để đề án này thực hiện có hiệu quả, hạn chế việc xảy ra những tranh chấp, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện. Đối với Ủy ban nhân dân thị trấn thì cũng đã trên tinh thần đề án của huyện thì đã thực hiện công tác quán triệt trong đội ngũ cán bộ cũng như đảng viên và cột cán ở tại các tổ dân phố. Trên cơ sở đó để làm cái cẩm nang để cho các lực lượng cột cán này thực hiện việc là tuyên truyền phổ biến đến từng người dân, mà đặc biệt chú trọng là các cái hồ đang có các cái hoạt động mà nuôi trồng tại đầm Lăng Cô. Bên cạnh việc sắp xếp vùng nuôi thì một trong những kế hoạch mà ngành nông nghiệp của huyện cũng đang hướng đến đó là việc thay đổi phương thức từ truyền thống sang nuôi công nghiệp, tức là nuôi bằng lồng bè nổi di động trên dàn khung phao nhựa, nuôi treo trên giả thể khay nhựa, vỏ hàu khô, dùng giống hàu thái Bình Dương để cho năng suất nuôi cao, ổn định và hiệu quả kinh tế cao hơn.